thì Loan ạ, thấm năng nước để chăn chín. Chị Hà tới. Nó đợi chị Loan rồi chị. Thì hai người đợi chị Loan hết mà chị gọi chị Loan thôi. Người nằm ngón thì hầu nằm, người nằm bình thường thì hai nằm. Cái da này nó hơi bị lì á. Ừ. Nặng xong mấy không cho cái quả cái gì. Xuống này đi. Xuống này không? Cực khổ mà cái đèn này không có sáng nữa. Rầu cái cục bự nó đó nó mất tiêu rồi. Cái đèn em tháng tối ghê ta. Bài này không có, còn ở dưới thôi nha, không có. Cái này hổ bên má nó có một cục mình luôn. Kiểu này là nó dai dai á. Chị đi xăm hay là mình bị đau mà chị đúng đi vô phát là giật mình đi hết giật mình đi giống bác sĩ mà nó đau lắm không biết lắm mà xăm làm răng đồ mà lắm răng làm đồ đó mà lắm rồi lên quay ra lên quay để em cho thằng đó thằng bếp được hoặc nhân bếp được. Chị chưa nấu không? Nấu ăn mà. Máy em vô nấu ăn giùm đi. Người khác lên quay. Cho tiếp lên quay. Không về toán qua đây biết quên mẫu nào chưa?
cục ni để vậy lo chứ. Hồi tối tới mấy giờ gì hả? Chín giờ kém. Thì nha, đi ngủ đâu người rồi. Video anh chưa tải lên này em để mở luôn đóng á. Đấy để mình gọi điện kêu mua nước. Kinh khủng quá các bạn. Chứ không dám đụng vô. Đụng vô là mình chỉ lo chứ không biết xử lý ra nó. Thà đi im đứa. Không đụng luôn á, tự xịt luôn á. Xuống đây đi. Ngủ già quá mà rớt nãy cục bự nó rớt luôn không. Mấy cục đinh cá nó là hết rồi. Từ mốt nó bằng 8
Còn chi mà ăn sâu quá luôn. Trời, hết luôn. Có nhiều con muỗng nằm chỗ quá thiệt ấy. Đến nhiều hả? Chị đến gần cái gốc thôi.